mỗi ngày 2 giờ như mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, 1 giờ 30 sáng. Con lành nhật thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma, chương 6, tác yếu tương tập, Samuchaya Sanghaha, bài 42, tác yếu bất thiện, Akusala Sanghaha, tiếp theo về thập phiền não, Dasakilesa, để từng tập được tự siêu từng tập các đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh từng tập minh hạnh được tinh thành đạo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ. Thế gian dạy, vô lượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sắp tử lần tay chúc lòng kính tri ân thường tạo minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, thắng pháp, bài 42, tác yếu bất thiện, tiếp theo về thập phiền não. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Cái chuyện thượng tọa minh hạnh, cảm ơn cô Lan Dương Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ thượng tọa từ xưa, đảnh lễ tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lẽ ra thì những điều chúng tôi sắp nói đó sẽ đi vào trong bài học ngày mai ở trong phần Bali vui để học, nhưng mà tại vì có sự trùng lặp thành ra chúng tôi đổi sang một đề tài khác. Ngày hôm nay chúng ta học về một đề tài rất là quen thuộc ở trong Phật học, đó là phiền não. Và cũng là một điểm rất là thú vị. Thưa quý vị, chữ phạn khi lê xá đó, có nghĩa là cái gì làm cho tâm bận nhơ. Bởi vì chính xác đó là phiền não. Xin lỗi, là quý nghiệp. Trong lúc đó thì cái chữ phiền não mà người đời, và đặc biệt Kim Văn hiện nay người ta xài đó, là chỉ cho cái tâm bực bội, phiền muộn. Thì ai làm chuyện gì để làm cho mình phiền não? Thì thật ra, trên một phương diện nào đó, thì cái gọi là kỳ lê sát, nó cũng làm cho tâm mình bất an. Nhưng bất an theo nghĩa khác, chứ không phải là cái nghĩa mà chúng ta gọi là phiền não bây giờ. Thật ra đây cũng là điều thú vị. Thành ra, riêng về chữ này đó, thì chúng ta nên hiểu rằng, đó là một cái chữ mà nó mang tư cách phổ thông,
ở bên ngoài và phổ thông ở trong Phật học, rất là phổ thông thưa quý vị, nhưng mà lại được hiểu có những ý nghĩa mà chúng ta cần phải phân định rõ. Ví dụ mình nói là rau sạch, không phải là rau rửa mà sạch, mà cái chữ sạch hay không sạch của rau nó còn có ý nghĩa khác nữa. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe về bài toán yếu của Hy Lê Xá hay là của Thập Phiền Não. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu giảng giải ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Sau thứ này chúng con kính điện Thượng Tọa Đại Diễn Nhập. Bây giờ thì con xin đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Thắng Pháp, bài 42, toán yếu bất thiện, Akusalasangha. Tiếp theo, về Thập Phiền Não, Asakilesa. Phiền não là một từ vựng Phật học phổ thông, nhưng thường được hiểu một cách khôi hài. Người ta nói, chuyện đó khiến cho tôi phiền não, thì người ấy muốn nói là chuyện đó khiến tôi thấy bực bội khó chịu. Nhưng nếu hiểu đúng thuật ngữ Phật học thì câu nói đó được diễn giải là chuyện đó khiến tâm tôi bị bận nhơ. Tất nhiên không ai muốn nói về bản thân như vậy. Mười phiền não ở đây là mười pháp làm quấy nhiễm nội tâm. Tương tự như ngày nay người ta nói về rau sạch và rau không sạch, cần có một định nghĩa rõ ràng để hiểu chính xác. 9. Thập phiền não, Kassakilesa. Phiền não, Kilesa, là ô nhiễm, cấu quế, nhơ nhớp. Tâm sanh trở nên ô nhiễm là do phiền não. Phiền não làm cho tâm ô nhiễm. Có 10 thứ phiền não là 1. Tham, Lobha. Chi pháp là tâm sở tham. Tính chất dính mắc cảnh là cấu quế của tâm. 2. Sân, Dosa. Chi pháp là tâm sở sân. Tính chất nóng nảy, bực phiền là cấu quế của tâm. 3. Si, Moha. Chi pháp là tâm sở si. Tính chất ngu muội, hôn ám là cấu quế của tâm. 4. Mạn, Mana. Chi pháp là tâm sở tham. Cống cao, kiêu hãnh là cấu quế của tâm. 5. Tà kiến, Iti. Chi pháp là tâm sở tà kiến. Tính chất nhận thấy sai lầm là cấu quế của tâm. 6. Hoài nghi, Uchikicca. Chi pháp là tâm sở hoài nghi. Tính chất ngờ vực, hoang mang, không quyết đoán là cấu quế của tâm. 7. Hôn trầm, Thina. Chi pháp là tâm sở hôn trầm. Tính chất giả dưỡi, lười biếng là cấu quế của tâm. 8. Phóng dật, Uddhaccha. Chi pháp là tâm sở phóng dật, tính chất dao động, tán loạn là cấu quế của tâm. 9. Vô tạm, Ahirika. Chi pháp là tâm sở vô tạm, tính chất vô liêm sỉ, không biết hổ thẹn với cái xấu là cấu quế của tâm. 10. Vô quý, Anuttapa. Chi pháp là tâm sở vô quý, tính chất vô hối, không biết sợ hãi với cái ác là cấu quế của tâm. 10 phiền não nói theo kinh tạng có phần khác hơn. Mặc dù kể 10 nhưng chỉ có 6 chi pháp. Từ điều 1 đến điều 5, chi pháp là tâm sở tham, kể là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái và tham. Điều 6, sân, đô sắc. Điều 7, si, mô hạ. Điều 8, mạng, mạn á. Điều 9, tà kiến, đích thí. Điều 10, hoài nghi, quý chí kích chư hà. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đại học bài 41, xót yếu bất thiện. Akusala Sangha, về thập truyền, Dasa, Samyocchanani, Samyocchanani. Bài học tiếp theo, bài 43, toán yếu hỗn hợp, Misakasangha. Trên phần bài học đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Kính chào Thượng Tọa Thượng Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay
Chúng ta học phần cuối của Toát Yếu Bất Thiện. Toát Yếu Bất Thiện gồm có 9 đề pháp. Đối về tứ lộ, tứ bộ, tứ phối, tứ phược, tứ thủ. Lục cái thất tịnh niên. Thập triền, thập phiền não. Đối với đất phiền thì như chúng ta đã nghe trong cái bài, trong cái lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì cái danh từ gọi là phiền não ở trong tiếng Việt thì chúng ta xài cái nghĩa thông thường thì nó khác, mà cái nghĩa Phật học thì nó khác một chút. Mặc dù cả hai phương diện đều nói đến cái sự bất thiện, nói đến cái trạng thái bất thiện, nhưng mà chữ phiền não ở ngoài đời mà người ta thường dùng đó thì nó lại thêm nặng với cái gì mà nó bực bội, nó khó chịu, nó buồn rầu, ưu phiền. Thí dụ như ở trong cuộc sống của một người nào đó mà họ bị vu khống, hoặc là bạn bè phản cách, hoặc là ở trong gia đình vợ chồng cãi vã không có cái sự hạnh phúc, vân vân, thì người ta nói đó là bị phiền não. Người ta nói cuộc sống tôi bị phiền não quá. Trước khi mà họ làm ăn phát tài và lợi nhuận cao và khởi lên cái sự tham đắm thì họ không gọi đó là phiền não. Họ không xem đó là phiền não. Khi mà được khen, được thiên hạ ca tụng, tán thán, người đó khởi lên cái sự kiêu hãnh, ngạo mạn. Họ không cho rằng họ đang sống với phiền não. Cho nên ở đây cái chữ phiền não xài trong cái nghĩa đời thường nó khác, mà xài trong nghĩa Phật học nó khác. Thì bây giờ để chúng ta định nghĩa lại cái chữ phiền não đó, thì chữ Kilesa nó từ cái ngữ căn gọi là kilis, chữ kilis, và cái động từ của nó là kilisti, chữ kilisti,
Hoặc thêm một cái tiếp đồ ngữ là Sankilisati. Sankilisati cũng được, có nghĩa là ô nhiễm. Cấu quế nhơ nhớp. Thường thường thì chúng ta nói cái tâm bị ô nhiễm, cái tâm ô nhiễm là cái tâm phiền não. Phiền não làm cho tâm bị ô nhiễm. Xài theo cái nghĩa Phật học đó, cho nên ở trong từ Phật học thì chúng ta có nhiều từ mà chúng ta xài khác với cái nghĩa thường thức ở bên ngoài. Chẳng hạn như sân, chữ đồ sắm, cái nghĩa thường thức ở bên ngoài khi nói đến sân đó, thì người ta cứ liên tưởng là cái sự nổi nóng. Ngay cả khi mà mình có cái sự buồn, rầu, người ta cũng không gọi đó là sân. Nhưng trong Phật học đó, thì sự ưu tư, lo lắng, buồn rầu, phẫn nộ, tức tối, thù hận, vân vân, tất cả đều nằm ở trong cái ý nghĩa của chữ đô xá cả. Cho nên cái chữ đô xá chúng ta cũng xài trong cái nghĩa học nó khác với cái nghĩa thường thức, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề này bàn thêm để cho các học viên chúng ta chú ý, nhất là khi chúng ta học những từ Phật học thắng pháp thì nó càng phải có cái nghĩa đặc biệt hơn, đặc biệt hơn, cô đọng hơn so với nghĩa của từ Phật học trong kinh tạng, và càng khác xa với những từ mà người ta sử dụng ở trong đời sống đời thường. Cho nên chúng ta chú ý chữ phiền não đó là xài cái nghĩa đời thường nó khác, mà nghĩa phiền não xài trong cái từ Phật học nó khác. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nói cái vấn đề là phiền não có 10, có 10 thứ. Ở đây trong kinh tạng thực ra nói đến phiền não thì chỉ có 6 chi pháp thôi. Chỉ có 6 chi pháp thôi. Chỉ có trong thắng pháp đó, khi nói đến phiền não mới đến 10 chi pháp.
sáu chi pháp của kinh Tạng mà gọi là phiền não đó, tức là cái yếu tố làm cho tâm bẩn đục. Thì ở trong kinh Tạng là tham, trong tham đó đó được liệt kê là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái và tham, kể đến 5 lần. Có lẽ là vì ở trong kinh Tạng khi Đức Phật đã thuyết cái điều này là Ngài muốn nói rõ là tham ở cái trường hợp nào, nó mang cái sắc thái nào. Thí dụ như dục ái, tức là cái sự tham, tham đắm ở trong cảnh dục sắc thinh khí, sắc thinh hương vị xúc. Còn sắc ái là cái sự tham muốn, ưa thích ở trong cõi, trong thì sắc giới, hay là cái pháp sắc giới, cõi sắc giới. Vô sắc ái là tham trong cái thiền vô sắc. Còn hữu ái tức là cái sự tham muốn ở trong sanh hữu đời sau. Và cuối cùng là nói đến tham, là nói chung chung. Chẳng hạn như là khi có người ta, một đứa bé mà nó tham ăn, tham uống, hay là một con người mà họ tham, ham danh, ham lợi, thì cái đó cũng gọi là tham. Nhưng mà không kể vào dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái. Thì do đó chúng ta phải hiểu ở trong kinh Tạng là xoáy sâu về cái ý nghĩa Atta Gampira, Sutanto Atta Gampiro, tức là tạng kinh. Sâu xa về ý nghĩa, cho nên chỉ nói tham thôi mà có nhiều khía cạnh như vậy. Cái đó là năm điều pháp. Rồi nói đến phiền não thứ sáu gọi là sân. Bảy si, tám mạng, chín tà kiến, mười là huệ nghi. Tham sân si, mạng tà kiến nghi, chúng ta nhớ nhiều đó đủ rồi. Chi pháp là những cái điều này chúng ta đã được nghe giải thích trong những cái bất thiện mà vừa rồi, từ tứ luận cho đến thập truyền, chúng ta đã có nghe nói đến những cái từ đó rồi, cho nên chúng tôi không có cần phải định nghĩa thêm cho quý vị. Ở đây thưa quý vị, về thắng pháp Api Thammo Sattava Gampiro, thắng pháp sâu xa về thực tính, cái bản thể của phiền não
rõ từng điều do đó cứ mỗi một điều pháp là 10 chi pháp, mỗi một điều pháp là một chi pháp, do đó 10 thứ phiền não ở trong tánh pháp là 10 chi pháp. Tham lục pháp, sân đồ sát si mô hát, mạng man nát tập kiến địch thiết và nghi nguyên chi kịch trà hung trầm thi nát phóng vật ô thanh chát vô tạm a hê ri tát vô quý a nó tập bát. Tham thì chúng ta gặp mặt nhiều ở trong các cái đề pháp bất thiện khác, chẳng hạn như dục lậu, hữu lậu, dục phối hữu phối, dục bọc hữu bọc, hay là tham ái thân phược, hoặc là dục thủ, hoặc là dục dục tái, hoặc là dục ái tùy miên, ái hữu tùy miên, rồi ái dục triền, ái sắc triền, ái vô sắc triền, ái hữu triền. Thì nói đến tham, chúng ta có gặp nhiều cái, nó đóng nhiều cái vai trò như vậy. Sân cũng đóng nhiều cái vai trò, si cũng vậy, ba cái đó. Nhưng ở đây có những cái thứ phiền não mà chúng ta chỉ thấy nó có mặt ở đây, nhưng mà trong các cái pháp khác cũng có. Vô tàm, vô quý là cái sự không hổ thẹn với cái xấu. Vô quý là không không biết sợ hãi với cái xấu, với cái ác. Thì hai cái chi pháp chỉ có trong phiền não. Chứ còn những cái pháp như là lậu bọc phối phượng vân vân không có. Còn phóng dật, cái tản tâm, dao động, tán loạn thì có ở trong trạo hạnh. Còn hôn trầm thì nó có ở trong hôn thủy cái. Một điều mà chúng ta cũng nên nói thêm rằng trong 10 cái phiền não của thắng pháp, của vi diệu pháp Abhidhamma, thì nói đến 10 chi pháp, trong khi tâm sở bất thiện nó có đến 14 chi pháp. Thì như vậy chúng ta đã loại bỏ ra 4 thứ nào, và những cái thứ đó không phải là phiền não chăng? Thì ở đây thưa quý vị, liệt kê chúng ta thấy ở đây trong phiền não bốn tâm sở si phần đều có mặt, tức là si, vô tàm, quý và phóng dật. Bốn thứ đó là bốn thứ phiền não ở trong 10 thứ. Về ba tham phần thì chúng ta kể là ba chi phiền não,
tức là tham tà kiến mạng. Tham tà kiến mạng là ba tham Phật. Như vậy thì si phần, tham phần chúng ta lấy đủ. Bây giờ nói đến sân phần, tức là bốn tâm sở, sân tật, tức là sự ganh tị, lận là cái sự bỏng sẻn, hối tức là cái sự hối tiếc. Thì sân tật lận hối, bốn tâm sở sân phần đó chúng ta chỉ thấy liệt kê trong 10 phiền não đó là sân thôi. Không, còn tật lận hối thì nó là cái trạng thái nóng nảy, kể chung gom chung vô sân. Thành ra cái chi pháp này không được kể, không được kể ra. Rồi hôn phần, hôn phần chúng ta có hai thứ ở trong cái tâm sở bất thiện, tức là thi nam với thác, là hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà ở đây khi nói đến phiền não thì chỉ nói hôn trầm, thi nát, thi đề sát mà thôi, chứ không có nói đến mít thác. Thì ở đây chúng ta loại trừ ra 14 cái tâm sở bất thiện thì chúng ta không kể tật lận hối và hôn và thủy miên, không kể tật lận hối và thủy miên, thì chúng ta còn 10 thứ còn lại, bốn si phần, ba tha phần, sân, hôn trầm và hoài nghi. Thì đó là cách để chúng ta có thể nhớ được chi pháp mà chúng ta ít có quên. Còn khi mà quý vị đọc xuông, khi mà chúng ta thuộc lòng, chúng ta nhớ mặt chữ đó, thì chúng ta có thể đọc lại được. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta lại quên. Chúng ta không có nhớ được cái chi pháp và chúng ta không có kể được cái chu đáo rồi nó chính xác, thì chúng ta cứ nhớ như vậy. Mười phiền não, si phần có đủ, tham phần có đủ ba, si phần có đủ bốn thứ phiền não, nhưng mà sân phần chúng ta chỉ lấy một sân làm tiêu biểu, hôn phần chúng ta chỉ lấy hôn trầm làm tiêu biểu, hoài nghi nó chỉ có một cho nên lấy một đó. Thì chúng ta học thắng pháp đó, khi mà liệt kê những cái đề pháp thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái cách mà loại trừ như thế nào và gom lại như thế nào, chúng ta sẽ nhớ. Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái cách học. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến mười thứ phiền não, thưa quý vị, thực ra khi mà chúng ta nói đến những cái ác bất thiện pháp khác, những cái đề pháp khác, không có cái gì ngoài ra là nó từ cái gốc phiền não, từ cái gốc phiền não mà ra. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến thập nhị nhân duyên hay là pháp duyên sinh đó, thì chúng ta có ba luân hồi quá tác, là cái đề sau quá tác là phiền não luân hồi,
Samavata là nghiệp luân hồi, với ba các Vata là quả luân hồi. Thì trong 12 chi đó, đó thì những chi nào mà nó nằm ở trong cái pháp bất thiện này thì chúng ta kể như là phiền não, như là vô minh, ái thủ là phiền não. Trong ái thủ đó, tức là tham và tà kiến, ái thủ. Vì ái tanh ha là tham, dục thủ là tham, kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ là tà kiến. Như vậy ở trong thập dị nhân duyên hay là trong 12 duyên sinh đó, thì chúng ta chỉ có ba cái thứ phiền não là si, là vô minh, tham là ái và dục thủ và tà kiến, gọi là kiến thủ với cấm thủ, ngã luận thủ. Như vậy chúng ta nhớ cái chỗ đó. Còn khi mà chúng ta nói đến nghiệp não ở đây thì chúng ta biết hành và hữu. Nghiệp hành tâm mát sang kha rác, và hữu ở đây tức là nghiệp hữu tâm mát phật bát. Còn lại bao nhiêu chi phần như là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi sanh già chết sầu bi khổ u oai, thì cái hành nó thuộc về á luân hồi hết. Thì chúng tôi muốn nhắc đại khái như vậy để cho chúng ta thấy cái chữ phiền não đi đến đâu, hễ mà gặp những ác bất thiện pháp, những cái tính chất của giác bất thiện thì đó chúng ta xem như là phiền não. Và ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta nhớ như thế này: chừng nào chúng ta đắc đạo quả thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến cái việc mà chúng ta cắt đứt bao nhiêu kiết sử, hay là chúng ta đoạn tận được bao nhiêu triền cái, hay là dẹp bỏ được bao nhiêu các pháp tiền miên, vân vân. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì chúng ta cứ nhớ thế này: bây giờ mình tu tập mục đích là để ngăn phiền não và trừ phiền não, chỉ vậy thôi. Ngăn phiền não chúng ta dùng cái tâm đại thiện hay là cái tâm thiện dục giới bằng cách là chúng ta bố thí, hay chúng ta trì giới, hay là chúng ta hành thiền, gọi là hành thiền thôi nghe, chưa nói đến thiền, hành thiền. Thì cái đó đó là chúng ta ngăn phiền não, bởi vì khi mà tâm thiện nó sinh khởi thì những cái phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến nó tạm thời không có mặt. Cho nên chúng ta gọi là ta đăng gác và hà đá, tức là trừ một cách tạm thời, phiền não không có. Đức Phật này ví dụ giống như người thợ mộc mà họ muốn nhổ cái nêm đã được đóng trước đây đó, bây giờ họ phải dùng cái nêm thứ hai để mà họ lối ngược là ra, lối ngược ra thì mới xuất cái nêm thứ nhất. Thì cũng vậy, khi mà một cái tư tưởng, một cái trạng tâm mà nó khởi lên phiền não đó, thì mình phải dùng cái tâm thiện
làm các cái điều lành, làm các cái điều phước báo, thì dùng cái tư tưởng đó để chúng ta lối ra cái phiền não, không có cho nó xâm nhập. Đó là cách trừ thứ nhất mà chúng ta gọi là ngăn. Rồi thứ hai đó là nếu như mà chúng ta hành thiền ráo riết, nỗ lực, nhiệt tâm, và chúng ta chứng đắc được thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, tức là chúng ta chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, cứ thiền, ngũ thiền, chứng đắc được không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái sự chứng thiền đó đó gọi là quyết không panat panat, tức là chúng ta ngăn trừ phiền não bằng cách là chúng ta khống chế, chúng ta khống chế phiền não. Cái này thì nó có lâu dài hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó hiệu quả hơn là cái tâm thiện dục giới. Vì tâm thiện dục giới chỉ có chút là thôi thưa quý vị, chỉ có chút vậy thôi. Thí dụ như chúng ta đi trên đường mà chỗ nào cỏ nó mọc, mà khi chúng ta dẫm chân lên đó thì cỏ đó nó bị dập, cỏ đó nó bị dập. Nhưng mà khi chúng ta rút chân lên đó, bởi vì cái bước chân của chúng ta đó, nó không phải là nó lâu dài được, cho nên cỏ nhanh chóng nó phục hồi, sáng tới chiều là phục hồi rồi. Nhưng nếu trên cái con đường cỏ đó người ta dùng những cái tấm đan bằng xi măng hoặc là những cái tảng đá phẳng để người ta lót lên trên đó, thì như vậy cái tảng đá nằm ở cái phía đá nó nằm lâu dài ở trên đó thì chỗ này cỏ nó không có mọc lên, nó không có thể nào mà nó đẩy lui cái phiến đá qua một bên để nó mọc không được. Cái đó gọi quyết khâm phải nát. Nhưng mà nếu như một người tu tập thiền quán Vipassana Phavana, tu tập thiền quán và chứng được thánh đạo thánh quả từ tu đầu quần cho đến A-la-hán, thì lúc bây giờ gọi là Upacchedā Pahana. Upacchedā Pahana tức là cắt đứt hay là tuyệt trừ tận gốc rễ của phiền não. Thí dụ như chỗ đó cỏ mọc lên, người ta mươi nó lên, người ta dùng bất cứ cái hình thức nào, cái cuốc hay là cái bừa, người ta bươi đất lên, rồi người ta đi nhặt cỏ nó bị bứt lên tận gốc rễ, dọn sạch gốc rễ của cái bụi cỏ đó, thì bụi cỏ đó nó sẽ chết tuyệt, nó sẽ dứt tuyệt, không có mọc lên. Hay là người ta nấu lửa để người ta đốt, đốt cháy ở cái chỗ đó cho nó tiêu cái thân lá gốc rễ luôn, đất nó nóng lên, nó nung lên, thì cái chỗ đó không có, không mọc lên nữa. Thì đó là cách mà gọi là tuyệt trừ, gọi là ngăn, gọi là trừ phiền não bằng cách là đoạn tuyệt hay là cắt đứt. Cho nên chúng ta phải hiểu cái sự tu tập của chúng ta nó có ba cách
để mà chúng ta đấu trị những phiền não. Nhưng mà trước tiên đó, là trong chúng ta đấu trị bằng cách là chúng ta thường xuyên khởi lên cái tâm thiện dục giới này đó, bằng cách là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là chúng ta tùy niệm về giới, tùy niệm về thí, tùy niệm về thiên, ân đức chư thiên, hay là chúng ta tùy niệm sự chết, vân vân. Khi mà chúng ta cứ an trú quán như vậy riết đó, thì hễ tâm thiện đó có mặt đó, thì cái tâm bất thiện nó sẽ vắng mặt, phiền não sẽ vắng mặt. Rồi và cho đến khi nào mà tâm thiện chúng ta an trú được thuần thục thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thiền định bằng cách là an trú tâm trong những cái đề mục thiền để mà chúng ta chứng đắc. Nhưng mà nếu chúng ta chứng đắc được thiền thì sắc giới, thì vô sắc giới thì nó đã dầu cho chúng ta giữ cái tâm thiền đó không bị hoại suốt một cái sống này. Nhưng mà rồi sau khi mà chúng sanh về cõi Phạm Thiên, hết tuổi thọ cõi Phạm Thiên, chúng ta cũng phải sanh xuống. Quý vị đừng nghĩ rằng hễ chúng ta đắc thiền, một vị mà đắc thiền xong, một chúng sanh đắc thiền sanh về cõi Phạm Thiên rồi, cái tâm thiền đó còn mãi mãi, không phải. Theo trong Thắng Pháp đó, thì cũng giống như ở cõi dục giới chúng ta vậy. Chúng ta tạo phước bây giờ, nhờ cái phước đó chúng ta sanh khỏi dục giới, trở lại làm người, làm chư thiên. Nhưng mà nếu làm người, làm chư thiên mà chúng ta không tiếp tục, hay là chúng ta không tái khởi cái tâm thiện để tạo phước, thì sau khi chết vẫn phải sanh xuống địa ngục, là quỷ súc sanh ở tu la. Cũng như một người đã đắc thiền sanh về cõi Phạm Thiên, họ sanh cõi Phạm Thiên là do nhờ cái tâm quả sắc giới hay quả vô sắc giới thôi. Nhưng mà sanh lên trên đó, họ không có tu tập tái diễn chứng thiền trở lại, chứng cái tâm thiền mới bằng hoặc là cao hơn, thì vị Phạm Thiên này sau khi hết tuổi thọ phải sanh xuống cõi dục giới, phải sanh xuống cõi dục giới, không thể nào mà sanh trở đi trở lại cõi Phạm Thiên mãi, hay là sanh cao hơn. Bởi vì nếu muốn sanh trở lại cõi Phạm Thiên đó, thí dụ như Phạm Thiên Sơ Thiền, Phạm Trúc Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, thì vị đó phải chứng Sơ Thiền trở lại, rồi chết mới sanh được cõi Phạm Thiên Sơ Thiền trở lại. Hay là ở đó mà có tu thiền, đắc được nhị thiền, tam thiền, mới sanh được cõi Phạm Thị Thiền, vân vân. Thành thử ra khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiền đó, thì nó chỉ là một cái khả năng khống chế, ức chế được phiền não, chứ không có dự trừ vĩnh viễn được. Còn khi mà đắc đạo quả rồi thì thưa quý vị, một vị đã khởi lên, đã chứng đắc được pháp nhãn Tu Đà Hoàn, đã đoạn tuyệt những cái phiền não, những cái kiến sử như là thân kiến, hoài nghi với tâm thủ, tức là diệt trừ được tà kiến và hoài nghi á, thì vị đó dù cho có tái sanh ở cảnh giới chư thiên, cảnh giới nhân loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiếp nữa, nhưng mà trong mỗi kiếp sống sanh ra thì cái phiền não tà kiến và hoài nghi dứt khoát không có tái hiện ở đối với chúng sanh Tu Đà Hoàn đó, đối với vị Tu Đà Hoàn đó. Đặc biệt như vậy thưa quý vị, cũng như đối với một vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quý vị một khi đã tuyệt trừ được những hạ phần ký sử nào rồi, thì có tái sanh ở cõi tịnh cư, thì năm hạ phần ký sử đó vĩnh viễn đã tuyệt gốc, nó không có tái khởi lên đâu. Cho nên cái sự đoạn tuyệt phiền não, trừ phiền não bằng cách là dứt tuyệt, là cắt đứt đó.
Cái đó là quan trọng hơn. Mục tiêu của chúng ta tu tập, một là để chúng ta đè nén phiền não, hai là chúng ta khống chế phiền não, nhưng mà xem hai cái đó là để chúng ta bớt đi cái sự đau khổ ở trong cái cuộc sống phiền toái này thôi. Nhưng mà cái mục tiêu trên hết và duy nhất đó là đạo quả. Khi nào mà chúng ta cắt tuyệt phiền não rồi đó, chứng niết bàn, thì lúc đó chúng ta mới thật sự an vui và không còn cái sự tái sanh nữa. Thì đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị nhân cái bài học ngày hôm nay. Sẵn nói thêm một phần như vậy để cho các Phật tử chúng ta hiểu. Thì chi pháp trong bài học đã được trình bày quá rõ ràng, cũng như ý nghĩa đã được định nghĩa xong. Chúng tôi chỉ nói thêm những điều có liên quan đến phiền não trong đời sống thôi. Mong sao các Phật tử, các học viên chúng ta học hiểu để chúng ta đem ứng dụng tu tập trong cuộc sống. Vì bài học hôm nay cũng không phải là khó khăn gì, nên không có trình bày nhiều. Chúng ta chỉ trình bày trong khoảng thời gian như vậy. Bây giờ thì có lẽ để Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, xin phép Thượng Tọa Thầy Sư là hôm nay chúng ta có rất là nhiều điều cần phải bàn trong điều này. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi Thượng Tọa Thầy Sư là có nhiều người họ hiểu ở ngoài, danh từ ngoài là không có tàm quý, tức là không có biết khổ thẹn, gây sợ tội lỗi. Và khi mà nói không biết khổ thẹn, không biết gây sợ tội lỗi thì họ cho là người vô liêm sỉ, là cái người không có hiểu biết. Nhưng mà rồi theo Thắng Pháp á, thì vô tàm vô quý là thuộc về si phần, là cái nhóm tâm sở bất thiện có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Mà nếu chúng ta nói là vì A-na-hàm, vì Tư Đà Hàm, vì Tu Đà Huần mà không có tàm, không có quý, theo cái nghĩa ngoài đời họ nói thì mình nghe rất là khó chấp nhận. Tại sao bậc thánh mà còn vô tàm quý? Thì tôi nghĩ thì tôi giải thích thêm về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thú, tôi xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Một câu hỏi rất hay, và các Phật tử chúng ta cũng nên chú ý điểm đó. Bởi vì chúng ta học Phật Pháp và chúng ta không khéo vận dụng từ và không hiểu được ý nghĩa, chúng ta thấy cái từ đó nằm ở đâu để chúng ta kết luận từ đó, thì nó sẽ gây nên cái sự nhầm lẫn. Thí dụ chúng ta thấy vô tàm vô quý, đó là si phần, nằm ở trong nhóm si phần. Mà si phần thì đó là bất thiện biến hành, có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Một vị A-na-hàm, đừng nói chi là vị A-na-hàm, một vị Tư Đà Hàm, một vị Tu Đà Huần đi nữa, ba bậc hữu học đó mới có diệt trừ được tham tưng tà kiến với hoài nghi thôi. Còn những cái phiền não còn lại là tham bất tưng tà kiến, tham ly tà, hai tâm sân và tâm si phóng dật. Còn những bảy tâm, mà trong bảy tâm đó thì nó vẫn có si vô tạp quý phóng dật phối hợp. Rồi chúng ta kết luận, chúng ta nói nếu như bậc A-na-hàm vẫn còn
những cái tâm bất thiện này, thì như vậy đối với bậc A-na-hàm đó là người cũng là vô tàm vô úy như phàm phu chúng ta sao? Nghĩa là không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Chúng ta lập luận thì nghe nó có vẻ thuyết phục lắm thưa quý vị, nhưng mà ở đây không phải như thế. Chúng ta cần phải hiểu rằng tàm quý một khi nó trở thành cái chi pháp gọi là phiền não, là ác bất thiện pháp, thì cái trường hợp đó là nó khác. Còn mà vô tàm vô quý là một chi phần, nó thuộc về tâm sở bất thiện tương ưng với tâm bất thiện thôi, thì cái này nó không có đáng kể. Vì rằng có mặt căng tham, căng sân, có mặt căng si, thì những cái bất thiện đó nó phải có mặt. Những cái bất thiện đó vẫn có mặt. Thì cái chữ vô tàm vô úy mà nó có mặt ở trong tâm bất thiện, thì nó chỉ là một cái dễ nhiễm, chỉ vậy thôi, cái chất dễ nhiễm. Dễ nhiễm những cái phiền não khác. Thí dụ như si, tham sân si, đoạt mạng, hay là hôn trầm thủy miên, mà nó nhiễm được cái tâm bất thiện này, tâm tham ly tà, hay là tâm sân, hoặc là tâm si phóng dật, nó nhiễm được là do vì nó mang cái virus vô tàm vô úy. Chỉ có như vậy. Thành ra cái chữ vô tàm vô úy mà nó phối hợp tương ưng với cái tâm bất thiện còn sót lại của bậc hữu học, chúng ta không nên đem nó ra làm lớn chuyện như là cái thái độ vô liêm sỉ của con người phàm phu, không biết thẹn với tội lỗi, không biết sợ hãi tội lỗi mà làm. Nó khác, cái đó là đối với phàm phu. Còn đối với bậc thánh thì cái này chỉ là những cái tính chất nó làm cho các cái pháp khác nhiễm, các cái pháp tiện khác nhiễm tâm thôi. Cũng tương tự như thế, chúng tôi thí dụ trong tâm thiện có tính tàm quý vân vân, thì tàm được định nghĩa là sự hổ thẹn tội lỗi, quý là sự ghê sợ tội lỗi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhớ như thế này nè, tất cả mọi chúng sanh, kể cả
những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Thỉnh thoảng họ cũng khởi lên cái tâm thiện dục giới được. Thí dụ như những cái chàng xã hội đen đại ca thì chẳng hạn, ảnh đối xử đẹp với em út, em út mà bị hiếp đáp, bị cái nhóm nào đó hiếp đáp thì đại ca sẵn sàng cứu giúp nghĩa hiệp. Thì cái thái độ đó biết, thì cái này cũng là một cái trạng thái tâm thiện của hắn. Và cái tâm thiện đó nó cũng vẫn có cái gì đó ở tập á, nhưng mà chúng ta không nên nói rằng ồ như vậy thì những tên cướp này cũng có khi nó có lòng tàm lòng quý. Không phải, tại vì cái tính chất của một cái tâm tịnh hảo bao giờ nó cũng phải có cái chất miễn nhiễm. Cái chất miễn nhiễm nó để chi? Để cho tâm này nó thật sự được gọi là tâm tịnh hảo, nó không có bị nhiễm bởi những cái tạp chất phiền não khác. Thật sự cái tâm thiện sanh khởi thì nó không có nhiễm cái tạp chất phiền não, là do nhờ có hiền thiếu ở tâm bác. Cái danh từ nó để gọi là như vậy thôi, chớ một cái kẻ gian ác mà biết thương cha thương mẹ, kính trọng cha mẹ, thì cái tên gian ác đó khi mà đang lúc kính trọng cha mẹ thì cũng khởi lên cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện đó không phải hắn vì đó vì thế mà cho rằng là người có tàm có quý. Không phải. Cũng như thế nào thì ở đây đối với cái tâm bất thiện của bậc hữu học, tâm bất thiện còn sót lại của bậc hữu học cũng vậy. Mặc dù nó có cái đặc tính, nó có cái thuộc tánh vô tàm vô quý, nhưng mà cái thuộc tánh đó có chỉ để làm cái môi trường cho những cái phiền não khác nó xâm nhập, nó làm cho dơ bẩn tâm thôi. Chớ cái ahiri cá ở đó tập bán, cái này không phải là một cái thái độ vô liêm sỉ hay là không hổ thẹn, không gây sợ tội lỗi. Vì chúng ta cứ định nghĩa thì chúng ta cứ định nghĩa lớn như vậy, nhưng mà nó không phải. Nó không phải. Bây giờ chúng tôi có một cái thí dụ. Thí dụ như muối là mặn, nhưng khi người ta nấu chè, người ta dằn một tí muối để cho nó đậm đà chút. Khi mà chúng ta ăn vào thì chúng ta không thể nào nói là chúng ta uống mặn được. Tại sao? Mình hỏi người ta tại sao nói uống mặn, nói hồi nãy tôi thấy rõ ràng là người đầu bếp có bỏ muối vào trong đó. Chúng ta không thể nói được. Cũng như khi người ta kho cá, người ta có để một chút đường thì không thể nào vào cái nồi cá kho mà chúng ta nói ăn chè được. Chúng ta ăn nồi cá kho chúng ta không thể nói cho ăn chè, vì rằng cái này là có bỏ đường, không thể nói. Pháp thực tính là của vị thứ vị đó, có một chút dặm vô một chút như vậy để nó có cái tác dụng, có cái tác dụng cho cái pháp đồng sanh thôi. Cái gọi là câu sinh duyên hay tương ưng duyên, hỗ tương duyên thôi. Chứ nó không phải thường cận y duyên, nó không phải là thường cận y duyên để trở thành quái ác. Ví dụ một người mà thường
khởi lên cái tâm tham sân si, cứ là nó tiêm nhiễm bởi si vô tàm quý phóng vật, cứ vô tàm quý mà nó tiêm nhiễm lâu ngày đó thì mới trở thành một người sống không tàm không quý. Còn đằng này đối với bậc hỗn hợp, thưa quý vị, chỉ còn có một chút đó, còn chút, còn một vài cái pháp bất thiện đó, một vài tâm bất thiện đó, thì ở trong đó nó bị nhiễm như thế, nó bị nhiễm vô tạo quý. Nhưng mà ở đây không đáng kể, chút xíu nữa thì ngày rửa sạch hết, chứ không đến nỗi bị để cho chúng ta gắn ghép là vị hỗn hợp đó là sống vô tạo quý được. Cái trường hợp này chúng ta nhớ thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị bằng nhiều phương tiện như vậy để cho Phật tử chúng ta hiểu. Kính thỉnh thượng tọa Trực Đẳng trở lại. Sa thủ cái trình thượng tọa Tiểu Sư. Mà thượng tọa Tiểu Sư, khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy rằng những cái bản liệt kê về pháp bất thiện nhiều lắm, bản liệt kê về phiền não rất là nhiều. Trong cái giáo trình pháp này, chúng ta đã đi qua ba phần của pháp bất thiện, đó là tâm bất thiện, sở bất thiện, và chúng ta cũng vừa cũng sắp chúng ta bài hôm nay là bài cuối cùng mà chúng ta học về bất thiện tương đồng. Thì Phật tử có thể nói rằng tại sao mà có nhiều bản liệt kê như là tâm bất thiện chỉ có ba, tâm tham, tâm sân si, rồi tâm sở bất thiện thì có si phần, có tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi. Rồi bây giờ qua tới tương tập bất thiện lại có tứ lậu, rồi tứ bộc, tứ rồi tất là thất tiềm miên, rồi thập phiền não, vân vân. Tại sao mà có nhiều bản liệt kê như vậy? Thì Đạo Quang Hiển có thể chia sẻ cái nhìn chung chung là tại sao cũng đối với pháp bất thiện mà có sự khác biệt trong sự liệt kê như vậy không? Kính cung chỉnh thượng tọa trở lại. Cái vấn đề này chúng ta hãy hiểu qua cái thí dụ. Khi mà chúng ta liệt kê về tâm tham, tâm sân, tâm si, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, cũng giống như khi mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta đi đến ở chỗ nào chúng ta cũng phải biết là cái thành phố đó nó có những cái cửa hàng ăn uống, có những cái tên gì nào, những cái nhà hàng nào, nhà hàng A, B, C, hay là nhà hàng Trung Quốc, hoặc là nhà hàng Đại Hàn Hàn Quốc, hay là nhà hàng của Ý, vân vân. Thì chúng ta liệt kê đã nói đến cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho cái bao tử của mình đó, là chúng ta phải chuẩn bị cái đó, nhà hàng. Rồi khi mà chúng ta bước vào trong nhà hàng đó là chúng ta phải tìm hiểu nhà hàng này, cái nhà bếp á, người ta sử dụng những cái nguyên liệu tươi sống, rau sạch như thế nào? Thì những cái nguyên liệu như là cá, tôm, hay là những rau cải, su hào gì đó, thì đó giống như là chúng ta liệt kê về những cái tâm sở bất thiện. Những cái tâm sở bất thiện đó là những cái nguyên liệu để cho cái nhà hàng bất thiện đó họ làm. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta ngồi vào bàn đó thì bắt đầu chúng ta tìm cái menu ở trên bàn để đó, chúng ta chọn cái món ăn. Chúng ta chọn cái món ăn thì từ cái nguyên liệu
tươi sống từ cái nguyên liệu đó, mà nhà hàng đó họ làm nên những cái món ăn thì cũng như khi mà chúng ta liệt kê để trình bày về tâm bất thiện, trình bày về cái tâm sở bất thiện, rồi mới trình bày về những cái sản phẩm của cái tâm sở bất thiện đó nó làm nên, thì đó là chúng ta trình bày về lỗ bột khói phượng vân vân. Cái ví dụ này chúng ta cũng áp dụng luôn cho cả trường hợp đối với cái pháp thiện. Tâm thiện nó cũng giống như là những cái nhà hàng ở trong cái thành phố. Tâm sở tịnh hảo nó cũng giống như những cái nguyên liệu làm bếp của cái nhà hàng đó. Và khi mà chúng ta đề cập đến tứ niệm xứ, liệt kê tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ quyền ngũ lực, thất danh chi bản danh đạo, thì giống như là chúng ta gọi các cái món ăn do người đầu bếp nó nấu ra. Thì chúng ta dùng thí dụ đó để chúng ta hiểu được ba vấn đề. Một là liệt kê tâm thiện hay tâm bất thiện. Hai là liệt kê tâm sở, cái thuộc tánh thiện hay là thuộc tánh tịnh hảo. Ba là chúng ta liệt kê cái pháp nào nó thuộc về toát cái yếu bất thiện và đảng giác. Chỉ vậy thôi thôi. Cái này chúng ta dùng trí chúng ta hiểu được rồi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu như vậy. Nam Mô Phật Thầy. Thực sự nói cái này mình dùng trí là hiểu được rồi, nghe nó đơn giản nhưng thực sự nó không đơn giản. Bên thực sự thì ta có hiểu giảng là nếu một vị muốn tu thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái ý muốn tu thiền sắc giới vô sắc giới đó có liên hệ gì đến sắc ái vô sắc ái không? Kính thỉnh thưa tòa. Hồi nãy thì chúng tôi nói cái vấn đề mà phân loại thế tại sao phải phân loại tâm bất thiện, thuộc tánh bất thiện và những cái toát yếu pháp bất thiện bằng những cái thí dụ đó thì chúng tôi nói nó dễ. Nhưng mà trong cái câu hỏi thảo luận số 3 này thì là các Phật tử chúng ta chú ý một chút xíu, cái này hơi khó nuốt. Ở đây thưa quý vị, nó có ba chặng. Chặng đầu quá, một vị mà muốn tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nếu như còn phàm phu, phàm tánh nhân, vì rằng trong suốt dòng sanh tử luân hồi và cái lộ trình, cái diễn trình danh pháp của chúng sanh ấy đã bị tiêm nhiễm bởi vô minh tiền miên, gọi là avijja giác, vô minh tiền miên. Cho nên chính cái vô minh tiền miên đó nó trợ cho
phúc hạnh, tức là cái việc mà tu thiền sắc giới, và bất động hành tức là việc mà tu thiền vô sắc giới. Cái giai đoạn đầu ở cái giai đoạn đầu là vô minh, duyên cho phúc hành bất động hành rồi, quý vị thấy nó không phải là ái mà nó là si. Cái chặng giữa hết á, thì khi mà đang dùng cái tâm thiện dục giới và bắt đầu phavana với cầm mắt, tức là tu tập trong cái bước chuẩn bị, thì lúc đó là bằng tâm thiện, tâm tình hảo, tâm tốt. Bởi vì khi mà tâm thiện dục giới nó sanh khởi và chánh niệm tập trung trên đề mục đến độ upachara samadhi là cận định, thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây không có bị tạp nhiễm được, không có bị phiền não tạp nhiễm được. Cho đến khi đắc chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới cũng vậy. Nhưng mà chính vì cái chỗ tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc giới chứng đắc đó, thì đó là ý xúc, nó duyên cho ý thọ, thọ lạc. Ở duyên cách trực tiếp hay là gián tiếp gì không biết, nhưng mà thọ lạc, thọ. Và khi mà ý thọ của thiền nó lại duyên cho ái thủ của cái vị hành giả đó, bây giờ mới đầu ái sắc ai vô sắc, là ái sắc ai vô sắc. Lúc ban đầu chưa có ái sắc ai vô sắc được đời thương vị, mà lúc ban đầu muốn tiền có thể là do vô minh duyên trợ duyên, bằng cách là thường cận cái duyên do vô minh tìm đi. Để chặn giữa thì nó hoàn toàn tốt, bởi vì đang tiến hành là bằng cái tâm thiện, từ cái tâm thiện dục giới rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập cũng đều là tâm thiện dục giới cả. Tôi đi cầm mát upachara anuloma và gurafu là cái giai đoạn đó, là cũng giai đoạn thiện dục giới không. Cho đến khi cái tâm thiền sanh khởi đó, thì trong cái sát na tâm thiền cũng là cái tâm thiện thôi, tốt. Nhưng mà cái tâm thiện đó bắt đầu nhớ biết lại, trải nghiệm lại những cảm thọ an lạc do thiền chứng, gọi là chana đi cần thiết, thì lúc bây giờ nó lại duy cho ái sắc ai vô sắc. Thì cái chuyện đó hạ hội phần giải chúng ta phải chú ý cái chỗ này. Cho nên một người tu tập, chúng ta đừng nói chỉ ngoại trừ ra là chúng ta tu tập thiền quán và đắc được đạo quả, thì sau khi đắc chứng đạo quả rồi thì không có mê luyến đạo quả thôi, chúng ta không có mê luyến đạo quả thôi, mà hồi cái lúc mà chúng ta hướng tâm để mà tu tập thiền quán mà thoát khỏi luân hồi đó, cái này không phải do vô minh duyên cho hành đó, không phải do vô minh duyên hành. Bởi vì cho nên tâm siêu thế là không nằm ở trong phúc hành bất động hành đâu. Phi phúc hành bất động hành là hành quả của vô minh đó, không
có liên cái tâm siêu thế gì đó, chỉ ngoại trừ cái đó thôi. Chứ còn tu thì sắc vô sắc cũng phải do vô minh dương hành. Rồi sau khi chứng đắc được thì sắc vô sắc á, thì cái thọ, cái cảm thọ đặc biệt của thiền, đó lại duyên cho ái. Nó duyên ái dễ lắm thưa quý vị. Mê thiền, si thiền, giải thiền, tức là ta dùng nhiều từ để người ta nói một vị mà tu chứng đắc thiền không khéo thì mê lắm, cái trạng thái quá an lạc đi. Cái đó là duyên cho ái, nhưng phải đắc đạo quả thì cũng có duyên ái được. Bởi vì cái tâm đạo quả, tâm siêu thế đó, thì cái bản thể của tâm siêu thế đó là ly khai phiền não, chứ không phải là chấp nhận phiền não. Không có chấp nhận phiền não. Còn cái tâm thiện dục giới của chúng ta thì thôi, khỏi nói. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường dồi dào, là một đại thí chủ nghe được, chừng nào mà nghe sướng danh lên, đại thí chủ lễ dân y ca thí ná hôm nay là do ông gì đó, bà gì đó, cái tự nhiên mình ngồi dưới, mình rỡn óc lên, mình cảm thấy mình hồi hộp, là biết bao nhiêu cặp mắt nhìn về mình, rồi mình cảm thấy tự hào vân vân. Rồi cái đó thì bắt đầu duyên cho ái rồi, duyên cho ái. Chúng tôi nói xin lỗi quý vị, đừng có, quý vị đừng có buồn, quý Phật tử chúng ta đừng có buồn, tại vì sư muốn nói chỗ đó là nó thật sự nó là như vậy. Cho nên cái tâm của chúng ta nó khó trị lắm. Cái tâm dục giới, tâm thiện dục giới, nó cũng là phúc hành punya phi sankhara, là do vô minh, do vô minh đã chi phối. Rồi sau đó thì nó lại duyên trợ cho dục ái, hữu ái nữa. Ai chúng ta nói đến thiện dục giới thì sắc giới thì vô sắc giới thì thôi, chúng ta bị bủa gì tứ bề toàn là phiền não không, nếu chúng ta không khéo, chúng ta không khéo thì phiền não nó bủa dây, nó làm cho cái tâm thiện của chúng ta nó trở thành vô tình, mà nó bị ô nhiễm. Nó cũng giống như là một cái bánh ngon lành mà chúng ta để trong cái chén mà chén dơ vậy đó. Cơm mà chúng ta nấu ra nó trắng tinh, nhưng mà chúng ta múc cơm ở trong cái chén dơ, chén chưa rửa, thì cơm đó nó trở thành mất vệ sinh rồi. Cái tâm thiện dục giới thì sắc giới vô sắc giới của chúng ta cũng vậy. Mặc dù bản chất của cái tâm thiện này thì nó tốt đẹp lắm, tịnh hảo, nhưng mà vì rằng nó sống ở gần vô minh và sống ở gần ái, cho nên nó bị tiêm nhiễm, thưa quý vị, ghê lắm. Cho nên nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt là bây giờ chúng ta phải biết sợ phiền não, và chúng ta cố gắng tu tập sao để đạt đến, để chứng đạt được cái tâm siêu thế đạo quả, thì lúc đó chúng ta mới có thể là được tuyệt đối thanh tịnh. Ê tăng sanh tăng có ni tăng niết bàn là như vậy đó, thanh tịnh tinh lương. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu kính trình thưa tổ thầy sư, bạch thưa tổ thầy sư, thưa tổ quan hỷ nói
rõ hơn là phiền não làm cho quý nhiễm, làm cho bận như. Và làm quý nhiễm cái gì? Quý nhiễm tâm hay là quý nhiễm sở hành hay là quý nhiễm con người? Và chúng ta thấy rằng tâm thiện mà bất thiện đó là hai cái trạng thái tâm hoàn toàn khác nhau. Thì cái ảnh hưởng của tâm bất thiện, của phiền não đối với tâm thiện được mô tả như thế nào theo Thắng Pháp? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại. Câu này cũng dễ thưa quý vị. Cái nào dễ thì chúng tôi nói dễ, còn nào khó thì chúng tôi nói khó. Hãy khi nói đến dễ là quý vị biết là chúng tôi nói ngắn gọn, nó ngắn gọn thôi. Trước hết, là cái bản chất của cái lê xá, nó là quý nhiệm. Rồi cái lê xá đó, khi mà nó tương ưng với tâm nào thì nó làm cho tâm đó bị quấy nhiễm. Và khi mà chết tức ba đá là cái tâm sanh nó bị quấy nhiễm đó, thì nó khiến cho cái sở hành bất thiện. Và cái sở hành bất thiện đương nhiên là nó làm cho con người đó trở thành bất thiện, trở thành bất thiện. Cho nên có những cái bài kinh, thí dụ như bài kinh Hôi Thối hay là bài kinh Bần Tiện ở trong kinh tập số 83-8, khi mà những kẻ ngoại đạo, những bà la môn họ mạt sát Đức Phật, họ nói ngài là kẻ ăn xin bần tiện, thì lúc đó ngài đọc lên những cái pháp mà làm cho chúng sanh bần, tức là những cái pháp bất thiện, chứ không phải là do cái hình thức ở bên ngoài mà chúng sanh bất thiện. Không phải là do bụi bặm, do y phục hay là do đi khất thực, mà là do những cái hành động bất thiện, những sự hành bất thiện mới làm cho con người trở nên bần tiện. Thì như vậy, rốt lại thì một con người bần tiện là do sở hành bất thiện. Sở hành bất thiện thì nó chích do cái tâm quấy nhiễm, mà cái tâm bị quấy nhiễm bởi do phiền não. Thì cái trường hợp này, cái câu mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì câu đó Thượng Tọa Giác Đẳng đã trả lời cho quý vị nghe rồi, chúng tôi chỉ đúc kết lại thôi. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Xin hỏi Thượng Tọa Thầy Sư câu hỏi sau cùng. Đại hữu Phật Lữ muốn hỏi được Hữu Quang Hỷ có xong câu hỏi, chúng tôi sẽ hỏi sau đó. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Khoan Hỷ trả lời câu sau cùng rồi. Chính Thượng Tọa đề nghị là pháp bất thiện có luôn luôn xấu không? Ví dụ người ta nói rằng
có nhiều khi có ví dụ như trong kinh của nó có những thọ ưu, tức là thọ ưu chúng ta hiểu là nó thuộc về tâm sân, nhưng mà hồi nãy quý vị có nghe thì tổ chức sư giảng tâm sân á, nó không phải là nổi nóng được là tâm sân, nhưng có những cái khó chịu thì cũng nên có, và có những thọ ưu nên thân cận và thọ ưu không nên thân cận. Đó là cái cách nói chuyên môn của Phật học. Hay là sự ăn năn hối hận chẳng hạn, mình làm việc xấu nhờ có mình ăn năn á, và mình mới sám hối, và mình sám hối thì mình mới ngăn ngừa trong tương lai. Hoặc giả là ở trong kinh Đức Phật này cũng dạy rằng có khi là do thế gian tăng thượng, rồi pháp tăng thượng, rồi có khi ngã tăng thượng, là do mình nghĩ rằng làm sao cho mình được tốt á. Mặc dù nó hơi chấp ngã thật nhưng tốt vậy. Thì tôi từ siêu, chúng ta có quan điểm là tất cả pháp bất thiện đều xấu hết không? Hay là tuy được gọi là bất thiện nhưng cũng có những cái tốt vậy? Cái tỉnh thiên tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đã gọi là bất thiện akusala, chữ ác ở đây đó là chữ nát, và chữ kusala nó có năm nghĩa, chữ sundara có nghĩa là tốt đẹp. Như vậy thì asundara, Asundara có nghĩa là không tốt đẹp. Thì như vậy, cái pháp bất thiện, cái bản chất của nó phải là xấu. Pháp bất thiện nó phải là xấu. Nhưng mà cái trường hợp mà nói rằng cái pháp bất thiện nó vẫn trợ cho cái pháp thiện sanh khởi được thì trường hợp này khó. Nhưng không phải vì pháp bất thiện mà nó trợ cho cái tâm thiện sanh khởi được mà chúng ta cho rằng nó là tốt. Chứ tâm thiện nói được gì ở đây? Ưu cái trạng thái buồn bực, buồn chán, nhưng mà buồn chán cái gì nó sẽ là thiện pháp tăng trưởng. Nghĩ đến cuộc đời có thịnh rồi có suy, hưng rồi tử vong, nghĩ đến cái cuộc luân hồi giàu cho lắm quyền chức, cho nhiều chỗ cao, cuối cùng cũng phải chết, nghĩ đến mình chán, mình chán nản. Cái trạng thái chán nản đó là một loại ưu, nhưng mà cái sự chán nản đó nó lại là cái chất xúc tác cho cái tâm thiện sanh khởi. Nếu như một người khéo tác ý, khéo tu tập thì nó sẽ trợ cho cái tâm thiện sanh khởi. Cho nên mình mượn cái pháp bất thiện đó để làm cảnh, hay là làm cái chất xúc tác để cho tâm thiện phát sanh. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho rằng cái đó là tốt. Không phải cho rằng cái đó là tốt. Chúng ta, một vị Bồ Tát tu tập, nhờ có cái, nhờ người đó chửi mắng mà Bồ Tát có cái cơ hội thực hành cái pháp kham nhẫn. Không vì cái chỗ đó mà chúng ta nói rằng cái người mà mắng chửi Bồ Tát là cái người tốt. Cho nên ở đây đó thì chúng ta cũng phải hiểu tương tự như thế. Ở trong thắng pháp đó, có hai cái loại duyên, hai loại pháp duyên rất hay thưa quý vị. Đó là cảnh duyên Aramanapachaya và thường cận y duyên Bhakkato Manisaya Pachaya.
Khi mà chúng ta khởi lên cái phiền não tham hoặc sân hoặc si, nếu mà chúng ta lấy đó để làm cảnh mà chúng ta quán theo cái khía cạnh nó là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta thấy cái pháp đó nó có tính cách sanh diệt vân vân, hay chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của nó, à đi nó quá khổ, cái pháp bất thiện vân vân, chúng ta lấy đó để cảnh mà suy xét, thì làm cho cái tâm thiện, tức là cái tuệ quán chúng ta sanh khởi. Thế là chúng ta lấy cái phiền não làm cái chất xúc tác cho cái tâm thiện phát sinh. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta nói cái phiền não tham sân si, tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, tâm bị phóng dật, tâm đó là tốt, không phải. Chỉ chúng ta mượn nó để làm cảnh thôi. Cũng giống như một vị tỳ kheo, một vị hành giả mà nhìn cái tượng thiên để mà quán tưởng cái thân này giả tạm rồi đắc chứng đạo quả. Thế là khi mà vị đó tu tập lấy cái đề tài là cái xác chết, thì chúng ta không thể nào nói cái xác chết là đẹp được hết. Cái xác chết không có đẹp, nhưng mà mượn nó làm cảnh để làm cho cái tâm thiện đẹp, tâm thiện tịnh hảo nó sanh khởi thì có. Thứ hai nữa là thường cận cái duyên. Mỗi lần mà mình gặp cái sự trái ý nghịch lòng, là mỗi một lần là chúng ta chán ngán sự đời, chúng ta cảm với kiếp sống luân hồi phiền toái quá. Cứ mỗi lần như vậy, nhiều lần, cái lâu ngày bắt đầu chúng ta hướng tâm đến cái việc tu tập, chúng ta loại bỏ được cái sự tham danh, tham lợi, vân vân. Chúng ta loại bỏ được cái sự hận thù quan trái, thì cái đó là sao? Cái pháp bất thiện đó nó trở thành cái điều kiện trợ duyên cho tâm thiện sanh bằng cách là thường cận y duyên, cái thói quen. Cho nên thưa quý vị, thắng pháp đi gần cái đời sống của chúng ta lắm. Nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta có thể áp dụng Abhidhamma ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cái việc tu tập, chúng ta đều áp dụng được hết. Những điều mà trình bày với quý vị, nó không phải là xa lắm đâu. Nó cũng ở chung quanh chúng ta thôi, ở trong nội tâm chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta phải khéo suy nghĩ, khéo vận dụng thì chúng ta sẽ thấy là tốt. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi Phương Đông và Thượng Tôn Giác Đẳng Phật Đều Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tôn Thầy, sự đánh đổi đi sự đi nghĩ. Nhưng mà hồi nãy thấy Đại Hữu Pháp Lực có nói là Đại Hữu muốn hỏi một câu. Mời Đại Hữu Pháp Lực, Đại Hữu có muốn cầm biết hay là Đại Hữu muốn muốn đánh máy lên thì nếu Đại Hữu muốn cầm biết thì Đại Hữu hoan hỷ đưa tại, chúng tôi sẽ mời. Còn nếu không Đại Hữu có thể biết lên cũng được. Thánh Thế Tôn Thế Siêu trả lời xong câu hỏi Đại Hữu Pháp Lực xong rồi thì tôi đi nghỉ. Phần còn lại thì sẽ xin để dạ. Hồi nãy đầu hữu Pháp Lữ nói như vậy cũng có nghĩa là muốn nghe Thượng Tọa hỏi, muốn nghe sư đệ hỏi để sư huynh trả lời tôi. Dạ vâng. Dạ cũng như vậy. Dạ thưa để sư huynh đi nghỉ. Dạ sư huynh đi nghỉ. Hồi nãy sư đệ đọc không kịp. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật, hôm nay chúng ta có một cái bài học rất là lợi lạc do Thượng Tọa Thiền Sư giảng. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục bài học ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi tiếp tục bài học ngày hôm nay thì xin
thấy có thượng tọa pháp đăng ở trong lớp học, không biết thượng tọa có hoan hỷ đi trả lời một câu thảo luận không, cũng như là một cái phần trong ngày hôm nay. Dạ. Thượng tọa pháp đăng, có những người tu đó thì họ nói rằng mình tu mà mình gặp sự khổ nhiều quá thì mình lại tu tốt hơn là mình tu gặp sung sướng nhiều. Nhưng mà ai cũng nói rằng mình tu mà gặp nhiều cái khổ thì mình phiền não. Cái phiền não do sự tu tập á, nó khác với cái sự phiền não do ngoài đời như thế nào? Xin Thượng tọa Hoàng Nghĩ chia sẻ một vài ý nghĩa của Thượng tọa về điều này. Dạ. Thì có pháp đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng tọa Từ Siêu, rồi đấng Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Đức Tề Đức Sư Quân Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào đại cùng phụ nữ thân già Phật tử. Thì thực sự đó thì nếu mà chúng ta mà tu tập đó, chúng ta có chánh niệm đó, thì chúng ta cũng thấy mình khổ rồi. Như là ăn uống ngủ nghỉ rồi tắm rửa giặt giũ đại tiện tiểu tiện, đó là những cái khổ căn bản mỗi ngày chúng ta cũng có, vẫn có mỗi ngày chúng ta vẫn có những cái điều này. Nếu mà chúng ta suy nghĩ mà thật sự đó, cái khổ này là cái khổ mà muôn thuở trên danh sách cõi dục giới với cõi nhân loại này. Chúng ta thấy mình suy nghĩ tới mình thấy rất là kinh khủng. Khi mình nước uống bị nhiễm, hoặc là nước uống nước tắm rửa nó bị nhiễm dơ bẩn thì mình ngứa ngáy, giặt giũ thì dơ bẩn thì mình sẽ thấy nhiều cái nỗi khổ rất là kinh khủng. Thậm chí mình thấy những cái chỗ mà vệ sinh kém cỏi đó, mình thấy mình cũng thấy mình mệt mỏi, cũng thấy mình có nhiều cái cơn, nhiều cái bệnh hoạn này kia nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng nếu mà cái người tu á, thì cái khổ hay cái vui đó mình phải nhận diện được hết. Bởi vì thường thường cũng thấy rằng cái khổ nó có thể có sân tùy niên, nhưng mà cái quan hỷ đó nó cũng có thể có tham tùy niên. Và cái vô minh tùy niên thì trong cái thọ xả, thì nếu cái tâm mình thản nhiên đó, mình không có thấy được cái khổ hay cái lạc đó, thì nó vẫn có cái xả. Thì cái xả này cũng phải có trí để mình suy nghĩ, và mình cũng thấy được cái danh sắc này là nó có nhiều cái hệ lụy. Nhiều cái hệ lụy là những cái phiền não hay là những cái tâm bất cảnh, rồi những cái phiền não lậu hoặc sanh khởi, hay là những cái sự khó chịu bực bội sanh khởi. Mình cố gắng để khéo tu tập, nhưng mà không phải là mình muốn là được đâu quý vị. Cái sự vận dụng tu tập nhiều, và mình phải tạo cho mình có một cái chánh niệm liên tục trên tất cả các pháp, thì mình sẽ tu tập tốt. Còn nếu mình nói rằng đối với lạc thì dễ tu, hay là đối với khổ dễ tu đó, cũng tùy theo cái tánh người. Có nhiều người đó thì họ tu tập quán khổ thì họ sẽ làm cho họ có cái chất xúc tác. Nhưng cũng nhiều người đó họ sống mà ít khổ, mình gọi là lạc, thì họ lại có chất xúc tác. Thì đó là do cái căn tánh của chúng sanh thôi, do cái tệ quyền của chúng sanh thôi, do cái sự nỗ lực của chúng sanh thôi. Chứ còn thật sự đó thì chúng ta cũng biết rằng một người khổ hay lạc nó cũng do cái phước của mình. Ví dụ chúng ta thấy những cái tâm thân thức, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thọ xả quả bất thiện đó. Đó là cái quả bất thiện từ kiếp trước cho mình sanh ra làm người kiếp này. Mình mắt mình nhìn thấy những vật không vừa lòng, tai nghe những tiếng không vừa lòng, mũi ngửi những mùi không vừa lòng, hoặc là miệng nếm vật thực không vừa lòng, rồi hoặc là thân xúc những vật không vừa lòng. Còn ngược lại thì chúng ta vẫn thấy những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thọ lạc, thọ xả quả thiện, hay là thân thức thọ lạc quả thiện. Thì chúng ta thấy rằng những cái tâm quả vô nhân này đó, nó là một cái mắc nối cái gì. Bởi chúng ta thấy thọ nó duyên cho ái, thọ cũng có thể duyên cho ái hết, thọ khổ cũng có thể duyên cho ái, nhưng mà thọ lạc cũng vẫn duyên cho ái. Thì vấn đề hay là thọ xả vẫn duyên cho ái, thì chúng ta hiểu rằng như vậy thì chính cái quả hiện tại nó sẽ nối với cái nhân hiện tại. Nên thường thường chúng ta thấy hồi kiếp vừa qua chúng động dứt dòng được khai môn, là khai mở nhãn môn, rồi tiếp thâu, rồi quan sát,
đoán định động lực. Chỉ có những bất thiện hay động lực thiện. Dù là cái quả bất thiện hay quả thiện, thì mình nếu mà mình có thấy, mình có suy xét, ví dụ mình thấy những cái vật mà nó không có tốt đẹp đi, ví dụ như mình thấy nhà cửa cọc liêu rồi mưa dột hay là này cái này cái nọ, thì cái đó là cái quả bất thiện đời trước. Mình không có bố thí cốc liêu hay không bố thí chùa chiền, bây giờ mình sanh ra mình có những cái trú xứ mình không có vừa lòng với mình thôi. Còn khi mà mình có phước thì đời trước mình có bố thí cúng dường tứ phương tăng hoặc là cúng dường cốc liêu hay cúng dường hương thật đồ chỗ ngủ chư tăng, thì đời này mình sanh ra thì mình thấy nghe ngửi nếm đụng và tiếp thu hay là thân thức thọ lạc quả thiện vật dụng mà vừa lòng đi. Thì cái vừa lòng đó, nếu mà cái thọ đó duyên cho ái, nó cũng là phiền não. Hoặc là cái thọ ưu hay là thọ quả bất thiện, nếu mà mình không có khéo thì nó duyên cho những cái bất thiện, nó cũng vẫn có như thường. Vì cảnh duyên đó, cũng như nãy quý vị thấy thượng tọa Siêu nói đó, cảnh sắc thinh khí vị xúc đó là cảnh ngũ, thì nó vẫn có bất thiện trợ bất thiện, hoặc là bất thiện trợ vô ký, vô ký trợ vô ký, vô ký trợ bất thiện, vô ký trợ thiện, nó vẫn có. Thì 18 tâm vô nhân á, thì chúng ta biết là tâm vô ký, tâm vô ký, 18 tâm vô nhân là không có nhân, mà không có ba nhân thiện, cũng không có ba nhân bất thiện, nhưng mà nó là những cái thành quả, cái thiện ác từ đời trước cho ra cái quả vui khổ đời này. Nghĩa là mình, ví dụ một người mà sanh ra ở chỗ mà hôi thối, ví dụ mà mình ở chỗ nào đó mình ngủ rồi thôi, mình thức dậy thì mình nghe mùi thúi đó, thì chúng ta biết là tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Cái mùi đó đến với lỗ mũi chúng ta, dù chúng ta cảnh khí thì chúng ta ở chỗ nào nó có những cái vật bất tịnh thì nó sẽ bắt mùi thôi. Thì chúng ta hiểu đó là cái đời trước của mình đó, mình không có tạo những nghiệp như là cúng dường băng qua đến Đức Phật, hay là cúng dường bậc thơm đến Tam Bảo. Thì bây giờ mình sanh ra mình ở chỗ hôi thối, hoặc là thậm chí nhiều khi đó, mình có sự khinh bỉ dơ bẩn mình bóng chưa tăng hay là y áo này kia nọ, thì bây giờ mình sanh ra mình thấy ở những cái chỗ mà có mùi hôi thối, hoặc là trên thân thể của mình nó có mùi hôi thối, thì mình cũng phải chịu thôi. Mình cũng quay quán thấy rằng đó là cái quả bất thiện bây giờ cho ra đời này, mình có những cái thấy nghe ngửi nếm đụng không vừa lòng mình, hay là mình có tạo phước thì mình sanh ra mình gặp những vật thấy nghe ngửi nếm đụng vừa lòng mình. Nhưng mà mình cũng vẫn hiểu rằng những cái cảm, những cái thọ lạc này nó chỉ là những cái phước báo công đức cho mình sanh ra đời, để phân biệt người người có phước và người ít phước thôi. Nhưng mà cái phước ít hay ít phước đó, thì chỗ này Đức Phật ngài vẫn nói rằng như là người từ bóng sáng đi vào bóng tối, người từ bóng tối vào bóng sáng, người từ bóng sáng ra bóng sáng, người từ bóng tối ra bóng tối. Thì chúng ta hiểu rằng những cái người mà đời này họ sanh ra đen đúa, thấp lùn, xấu xí, ăn ở áo quần mặc đồ để cái nọ cốc liêu, nhà cửa không có vừa lòng mình đó, nhưng mà mình sân hận thì như vậy, hay là mình tham lam, mình trộm cắp để cái nọ, thì đó là từ bất thiện, đó là từ bóng tối đi vào bóng tối nữa. Nhưng mà nếu chúng ta sanh ra làm người mà giàu sang, thấy nghe ngửi nếm đụng mà có những vật vừa lòng cho mình hưởng những cái quả phước, nhưng mà mình lại không những cái phước đó, thì Đức Phật thì vẫn nói rằng từ bóng sợ bóng tối. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng rồi từ bóng sáng đi vào bóng sáng, ví dụ sanh ra làm người, mình có những cái điều kiện phương tiện đi, rồi nhưng mà mình nỗ lực tu tập, mình nỗ lực mình làm những việc thiện. Chúng ta thấy như là câu chuyện của hai vợ chồng có 800 triệu đồng tiền vàng đó. Đức Phật nói rằng nếu mà vừa sống đời cư sĩ mà đúng pháp bố thí cúng dường thì người chồng cũng đắc đạo quả, người vợ cũng đắc đạo quả A-la-hán, A-la-hàm. Hoặc là cái tài sản vơi đi một phần còn hai phần đó, nếu mà làm phước bố thí cúng dường hộ trì tăng bảo rồi tu tập đó, thì người chồng đắc đạo quả A-la-hàm, người vợ đắc đạo quả Tư-đà-hàm. Nhưng mà nếu tài sản vơi đi hai phần rồi còn một phần mà hai vợ chồng quay đầu hướng thiện đó, bố thí cúng dường rồi tu tập thì cái nợ hưởng thụ những cái tài sản đó không có phung phí đó, thì người chồng cũng có, người chồng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, người vợ đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà vào kinh Đệ Tam kinh thành sáu thi này, nhưng mà cuối cùng thì mất hết tài sản, thì sau khi chết hai vợ chồng phải rơi vào trong địa ngục. Thì như vậy chúng ta thấy là một ngày biết do có phước sanh ra
gia đình có cha mẹ, có của cải tài sản, thì chúng ta hiểu rằng cái đó là cái phước của mình. Mình là người sanh ra có phước, rồi mình phải phải tu tập mình mới đi vào bóng sáng tiếp, là mình có thể chứng đắc được đạo quả. Như Lộng Cốc Cô Độc và Quy Sa Kha là những vị thánh cư sĩ sanh ra làm người có tài sản lớn, có gia nghiệp lớn, nhưng mà biết hộ trì tăng bảo, biết tu hành, biết chứng đắc được đạo quả. Hay là chúng ta thấy vua Ba Xê Na Đí cũng vẫn có năm cái ước mơ. Vua Bimbisara có năm cái ước mơ đó. Còn nhỏ thì ước mơ sau này được làm vua, ước mơ xứ cái vương quốc của mình có Phật đến, rồi ước mơ được dự diễn kiến Đức Phật, ước mơ được nghe pháp, ước mơ hộ trì Đức Phật, và ước mơ chứng đắc được cái pháp mà Đức Phật chứng đắc. Thì sau này vua Bimbisara đó thành tựu được năm cái điều mà lúc mà còn làm hoàng tử ước mơ năm điều đó. Bây giờ được làm vua mà được năm cái điều ước mơ đó, nên vua Bimbisara mới nói với Đức Phật là lúc còn nhỏ thì vua có năm cái ước mơ này. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì rất là nhiều người họ từ họ có những cái thuận lợi, có nghĩa là mình nói rằng có những cái thọ lạc nhiều đó, nhưng mà họ vẫn đắc đạo quả. Nhưng mà rồi cũng có những người thọ khổ, họ gặp nhiều cái bất bách, như là những vị tỳ khu Lô Sa Ca Thích Xá bị đói khát như nọ, nhưng mà cũng vẫn đắc đạo quả. Thì cái chỗ mà chúng ta hiểu rằng chúng ta biết được, hay là ngài Kundathana, ngài có cái nghiệp mà lúc nào cũng có người phụ nữ sau lưng, nhưng mà ngài biết phản tỉnh, biết nghe lời Đức Phật, thì ngài cũng tu tập, ngài cũng đắc đạo quả. Thì chúng ta hiểu rằng đời sống mình gặp nhiều bất hạnh thì cái đó là cái quả bất thiện của mình thôi. Ví dụ lỗ tai mình không muốn nghe người ta nói xấu hành, nói tỏi, nói quan, du khống mình, nhưng mà mình vẫn bị hoài như vậy, thì cái đó là đời trước mình đã từng làm những cái nghiệp du khống người ta, mình từng nói xấu người ta, bây giờ mình sanh làm người, người ta lại nói lời mình như vậy. Thì mình hiểu đó là một mắt xích nhân quả thôi. Mình không muốn nghe, nhưng mà những cái âm thanh từ người ta nói mình vẫn nghe vào lỗ tai của mình, không ngăn được. Cái quả nó đến với mình, mình phải hiểu rằng cái quả nó đến với mình là những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm đó. Mình muốn người ta khen nhưng người ta không khen, người ta lại vu khống mình. Rồi mình muốn người ta ưu tiên cho mình nhưng mà lại không được ưu tiên. Thì cái đó là mình biết rằng cái đó là không có như ý mình. Nhưng mà nếu mà mình muốn được như vậy mà được như vậy thì mình hiểu rằng mình có phước mình mới được như vậy. Như vậy thì cái khổ á, theo con nghĩ rằng cái khổ hay cái vui đó cũng tùy theo người, nhưng mà đa số thật sự thì thấy rằng đời sống có khổ nhiều, người ta tu nhiều. Cũng như là bên Miến Điện đó, thì đời sống lúc trước á, thì dân Miến Điện khổ, người Miến Điện tu nhiều, sau này kinh tế mở cửa này kia nọ thì cái số lượng tu sĩ là ít, nó cũng có những điều kiện đó. Và thật sự thì kiếp tăng kiếp giảm của con người đó thì họ cũng có những cái trường hợp như vậy. Khi mà kiếp giảm gặp nhiều ác pháp, họ sợ họ tu những thiện pháp cũng có. Như vậy đó, thì khi mà lên cái tuổi thọ lên cao rồi, họ dễ vui, họ không thực hành cái thiện pháp, rồi cái tuổi thọ đó sụt xuống cũng có. Như vậy Đức Phật này nó kiếp tăng kiếp giảm là tùy theo cái con người, có lúc khổ thì họ cũng tu được, nhưng mà có lúc vui đó thì họ lại không tu, có lúc vui thì họ lại tu. Có lúc mà họ thấy tu vui, họ thấy giữ giới có kết quả lợi ích nên họ hăng hái họ tu tập, nhưng mà thì họ hạnh phúc rồi họ lại buông thả, họ lại phạm những cái lỗi lầm. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì ngài vẫn nói là tùy cái căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy được cái phước báo công đức của chúng sanh, tùy theo chúng sanh quán tưởng. Ví dụ có một người mà họ giàu sang, họ quán thấy của cải là tạm bợ cái này kia nọ nên họ xả ly họ tu được. Chúng ta thấy những vị Bồ Tát đa số là sẽ là chuyển luân thánh vương, nhưng mà ngài quán xét ngài thấy sống chết tạm bợ nên ngài bỏ cái chuyển luân thánh vương để đi tu. Nhưng mà cũng có nhiều người Đức Phật này nói rằng họ nghèo khổ rất nghèo khổ rất tơi, nhà cửa siêu dẹo, rồi vợ con mặt mày xấu xí, nhưng mà họ cũng bị tham ái trói buộc nên không có tu được. Như vậy rõ ràng là cái khổ cũng không phải là làm cho người ta tu được, hay là cái lạc cũng không phải là làm cho người ta tu được. Mà người ta tu được là người ta tỉnh thức được, người ta tu được thôi. Tỉnh thức có nghĩa là họ biết mình là gì, và biết mình đã có phước hay là mình kém phước. Và cái sự tu tập đó nó trở thành sự đoạn trừ luân hồi sanh tử. Dù là khổ thì cũng là kiếp, dù là vui cũng là kiếp. Nhưng mà vui thì hưởng được cái phước thì nó đỡ hơn, còn khổ thì phải chịu quả thì nó khó hơn,
nhưng mà cũng cố gắng vượt qua, cũng như người bệnh được từ nó xuất mồ hôi thì nó hết bệnh thôi. Cũng giống như vậy, thì theo con nghĩ rằng cái vui hay cái khổ, gặp khổ dễ tu hay gặp vui dễ tu, nó cũng tùy theo cái thường cần cái duyên của con người thôi. Có nhiều người họ sanh nó giàu cách mấy họ cũng đi tu, nhưng mà có nhiều người đó thì dù nghèo cách mấy nó cũng họ cũng không tu. Nghèo thì làm cho họ lúng luôn thôi, chứ hoặc là khổ làm cho họ tạo tội thôi, chứ họ không có thể nào nhận diện được cái khổ của mình là một cái quả báo. Còn có nhiều người lạc cũng vậy đó, họ thấy cái lạc đó, họ biết cái phước báo thì họ cũng tu được. Nhưng mà nếu mà cái người mà họ giàu sang, họ ỷ lại, họ nghĩ rằng do tôi, do ta đó, thì cái điều đó là họ đã bị rớt vào ác pháp. Họ có thể từ người giàu họ phá hoại những cái giới hạnh, những cái thiện pháp của họ, trở thành người hư hỏng, rơi vào đọa xứ cũng có. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa tiếp tục, nếu có gì cần nói thêm thì xin Thượng Tọa. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thưa quý Phật tử, với thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều rằng chúng ta nên rất là cẩn trọng khi nói về phiền não, bởi vì như là 10 phiền não mà chúng ta học ngày hôm nay thì mới nghe thì rất là dễ phân biệt. Nhưng mà trong đời sống có đôi khi có những thứ mà chúng ta nói thì nghe nó có vẻ như là tốt đó, như là xấu, ví dụ như sự an lạc hay là tích cực. Người đời họ nói sự an lạc có nghĩa là mình đi đâu mà mình cảm thấy vui thì gọi là an lạc. Nhưng mà không hẳn cái gì vui cũng là không có phiền não. Ví dụ như mấy người họ nhậu nhẹt, hay thậm chí người ta đi đánh bài mà họ vô ngồi xong bài họ không cảm thấy hạnh phúc, hay hút cần sa ma túy họ không cảm thấy, họ nghĩ là họ an lạc, thì cái đó phải coi chừng. Hay có một chữ nữa mà chúng ta cũng thường hay lầm lẫn, đó là chữ tích cực. Sống tích cực tức là mình nói rằng mình luôn luôn nghĩ cái mặt tốt của vấn đề, nhưng mà không hẳn là tích cực nó đồng nghĩa với cái thiện. Và cái này chúng ta phải để ý. Chúng tôi nhớ có một lần ngồi nghe Ngài Pandita, Ngài đề cập đến hai điểm mà rất là lợi lạc, rất là thú vị trong cuộc sống, mà Ngài nhắc nhở mỗi người đó. Ngài nói rằng chúng ta làm gì thì làm, suy nghĩ cách nào thì suy nghĩ, nhưng mà có hai điểm mà chúng ta đừng bao giờ đụng tới, và luôn luôn phải rất là cẩn trọng, tại vì nó luôn luôn là bất thiện. Và quý vị nhớ là có hai điểm này nó luôn luôn là bất thiện. Một á, là cái bất cứ suy nghĩ nào, lời nói nào, hành động nào mà nó có cái chủ tâm làm tổn thương cho chúng sinh khác. Làm tổn thương tức là gây đau khổ, làm tổn thương nghĩa là đánh đập, làm tổn thương nghĩa là giết hại chúng sinh khác, thì chúng ta đừng bao giờ nói rằng nó có lý do này, lý do khác chánh đáng. Mà hễ cái gì mà nó gây tổn thương chúng sinh khác thì cái đó nó là bất thiện. Và điều thứ hai mà Ngài cũng nhắc nhở, đó là cái gì mà chúng ta nhận thức, suy tư mà nó sai với sự thật thì nó luôn luôn là bất thiện. Thí dụ như nó vô thường mà mình đòi hỏi nó phải thường, nó khổ mình đòi hỏi nó hạnh phúc, nó không phải của mình mà mình nói là của mình thì luôn luôn là bất thiện. Ngài nói là không bao giờ mà đi ngược, suy nghĩ ngược lại với sự thật mà nó là thiện được hết. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng hai điều mà Ngài Bản Đi Tá Ngài dạy đó, nó là một cái kinh nghiệm sống rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đôi khi trong cuộc sống này rất khó phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu. Trên lý thuyết thì nghe dễ. Quý vị thấy rằng mình học ngày nay trên phương diện y khoa đó, bacteria cũng là bacteria, nhưng có bacteria có những loại vi khuẩn đó tốt cho sức khỏe, có bacteria xấu cho sức khỏe. Cholesterol cũng là tốt, loại xấu cho sức khỏe. Hay hoặc giả là người ta nói trong những cái hiện tượng về xã hội, về kinh tế đó, có những thứ thấy nó tốt mà nó quá xấu, mà thấy nó quá xấu mà quá tốt. Vì vậy hồi nãy thì tòa đại sư có nói một câu mà chúng tôi nghe cũng hơi buồn cười, nhưng mà thì tòa nói cái chuyện đó nó đơn giản lắm, chỉ cần dùng trí tuệ là được. Nhưng mà thật sự để dùng trí tuệ trong mọi trường hợp đó không phải là chuyện dễ đâu. Mà muốn dùng trí tuệ thì tâm của chúng ta phải tương đối là thanh tịnh và phải nhẹ nhàng. Có người mình mà nặng nề quá, phiền não quá thì nó không dễ vận dụng trí tuệ đâu. Bởi vì nếu mỗi một ngày
chúng ta nghe pháp một buổi sáng chúng ta thức dậy mà ít có phiền não. Buổi sáng chúng ta thức dậy, tâm của chúng ta nhẹ nhàng. Buổi sáng chúng ta thức dậy mà chúng ta thường nghĩ đến lời Phật dạy, thì chừng đó đó nó cũng là cái gì quý lắm cho cuộc sống rồi. Dạ, chúng tôi thưa quý vị rằng có nhiều khi mình đòi hỏi chuyện tu hành cho cao xa, chứ mỗi ngày mình có 2 tiếng đồng hồ mà chịu khó nhớ lời Phật dạy, xin niệm lời Phật dạy, cái đó rất quý lắm, rất là quý. Đó là cái vốn sống, đó là hành trang, đó là cái chất liệu tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy chúng tôi mong rằng mỗi mỗi người Phật tử, mỗi mỗi người con Phật, và luôn luôn nhắc nhở chính mình rằng Đức Phật dạy chúng ta nên biết cái gì là phiền não, biết gì là bất thiện. Và cái phiền não và bất thiện đó nó giống như dây leo vậy đó, nếu mà mình không chặn nó sớm thì nó sẽ lan nhanh, nó sẽ làm hại đến cái cây. Và cái chuyện gì mà phúc nghiệp á, thì chúng ta chắc như giọt nước, nhưng mà nước kia từng giọt nhỏ hơn bên kia chẳng bao giờ có hay. Chúng ta nên quân tập thiện pháp. Và nếu mà chúng ta sống mà chỉ có thể có cái trí để phân biệt cái nào là cái nào là xấu, gọi là trạch pháp chắc kia, thì thưa quý vị, nó cũng là một cách mài dũa trí tuệ của chúng ta nữa. Do cái sự phân biệt nó mài dũa trí tuệ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có Phạm Ngữ và Thượng Tọa Tuệ Siêu, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.